tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin sáng ngày 17 tháng 7 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em đang gia tăng ở Canada. Ngân hàng Trung ương Canada dự đoán lạm phát có thể vượt 8% ngay trong tuần tới. Phó Thủ tướng bảo vệ quyết định trả lại thu binh khí đốt Đức Nga của Canada. Vụ cháy rừng gần Litton, tỉnh BC ước tính đã lan rộng khoảng 1.500 hectare người cuối cùng mất tích trong vụ sập sàn đậu xe được tìm thấy đã tử vong. Cảnh sát Toronto đang tìm kiếm nghi phạm đốt 4 chiếc xe hơi, hiên nhà và đống rác trên đường Weston. Công ty môi giới bất động sản Royal LePage cắt giảm mạnh dự báo giá nhà cho năm 2022. Tàu khu trục Mỹ đang hoạt động tự do hàng hải gần Trường Sa, Trung Quốc tập trận lớn. Nga tiếp tục bắn phá nhiều nơi tại Ukraine một quán rượu ở Munich cho phép khách hàng thanh toán bia bằng dầu hạt hướng dương. 988 là đường dây nóng mới dành cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và ý định tự tử. Anh cho phép Lineker College nhận 155 triệu bản Anh của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Và có thêm một số tin tức đáng chú ý khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em đang gia tăng tại Canada. Canada báo cáo có số lượng trẻ em bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan nặng không rõ nguyên nhân nhiều hơn trong thời gian gần đây, nhưng mà các chuyên gia vẫn thận trọng về việc liệu điều này có phải là cho thấy sự gia tăng lớn về các trường hợp mắc bệnh hay không. Theo cơ quan y tế công cộng Canada, gọi tắt là PHAC, tính tới ngày 13 tháng 7 có 24 trường hợp viêm gan nặng cấp tính ở trẻ em không phải là do virus viêm gan thông thường gây ra. Con số này đã tăng so với 10 trường hợp được báo cáo vào tháng 5. Theo PHAC, những đứa trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi cho tới 13 tuổi đã mắc bệnh. Tất cả đều phải nhập viện và hai trẻ em phải ghép gan. Tỉnh Ontario báo cáo có nhiều ca bệnh nhất, có tới 13 ca. Alberta thì có 4 ca. Quebec và Manitoba thì mỗi nơi có 3 ca. Và British Columbia thì có 1 ca. Một phát ngôn viên của PHAC cho biết, Mặc dù số lượng ca bệnh đã gia tăng trong 2 tháng qua, nhưng thật ra thì có một số ca bệnh đã bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. PHEC và các chuyên gia cho biết họ vẫn chưa rõ liệu điều này có phải là đã thể hiện được sự phát triển của bệnh viêm gan nặng ở trẻ em tại Canada hay không, bởi vì họ vẫn chưa có những dữ liệu cơ bản về những ca bệnh này. Bệnh viêm gan khá hiếm gặp ở trẻ em, nhưng mà bắt đầu từ tháng 4 năm nay thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã báo cáo có sự gia tăng bí ẩn của các trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em đã bùng phát lần đầu tiên đã được báo cáo vào tháng 4 ở Anh và sau đó đã lây lan sang hàng chục quốc gia khác. Ngân hàng Trung ương Canada dự đoán lạm phát sẽ vượt mốc 8% ngay trong tuần tới. Ngân hàng Canada dự kiến lạm phát sẽ vượt mốc 8% sớm nhất là vào tuần tới khi mà dữ liệu của tháng 6 được công bố là lạm phát sẽ duy trì trong phạm vi đó trong vài tháng tiếp theo, theo thống đốc của Ngân hàng Canada, ông Tiff Macklem. Lạm phát của Canada là 7,7% trong tháng 5, cao nhất kể từ tháng 1 của năm 1983. Các nhà phân tích đã dự đoán lạm là phát của tháng 6 sẽ đạt 8,3%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Ông Macklem nhắc lại rằng, Ngân hàng Trung ương Canada hiện nay dự kiến là lạm phát sẽ duy trì ở mức khoảng 8% trong vài tháng tới và sau đó sẽ giảm xuống khoảng 3% vào cuối năm 2023 và đặt mục tiêu là 2% vào năm 2024. Phó Thủ tướng Canada Christia Freeland, cũng là người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chánh, cho biết chính phủ liên bang đã phản ứng bằng cách không đổ thêm dầu vào lửa thông qua ngân sách năm nay và bằng cách giải quyết một số nguyên nhân dẫn đến lạm phát cũng như các chính sách lao động và nhà ở. Thông đó Macklem cũng nói rõ rằng ngân hàng rất lo ngại về dòng xoáy giá cả và tiền lương. Ý nói là các doanh nghiệp đã tăng lương để giữ người lao động và sau đó chuyển các chi phí cao hơn cho các hộ gia đình bằng cách tăng giá. Và rồi người dân sau đó lại muốn mức lương tăng cao hơn để bù đắp cho lạm phát. Phó thủ tướng biện hộ cho quyết định trả lại tuabin của đường ống dẫn khí giữa hai nước Đức và Nga của Canada. Phó thủ tướng Chrystia Freeland cho biết, quyết định gửi các ống dẫn khí của Nga trở lại Đức vào tuần trước của Canada là một quyết định khó khăn nhưng đó là một quyết định đúng đắn. Đảng Tự do đang phải đối mặt với chỉ trích nặng nề từ Ukraine vì đã miễn trừ các lệnh trừng phạt cho 6 tuabin năng lượng được bảo dưỡng ở Montreal và giúp cung cấp khí đốt cho các vùng của Đức. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Bali, Indonesia, bà Freeland hiểu phản ứng của Ukraine nhưng mà vẫn tin rằng đó là điều đúng đắn cần làm và bà nói, một mình Canada không thể cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà nước này cần mà Ukraine cần có sự nỗ lực đoàn kết của các thành viên G7 và liên minh xuyên đại Tây dương. Thủ tướng Trudeau chào đón đám đông tại cuộc diễu hành Junior Carnival ở Scarborough. Thủ tướng Justin Trudeau đã giúp khởi động một cuộc diễu hành lớn vào thứ Bảy trong khuôn khổ lễ hội Carnival Toronto Caribbean. Thủ tướng Trudeau đã gửi lời chào tới những người tham dự tại lễ khai mạc cuộc diễu hành Kiddies for Mass Junior Carnival. Khoảng 2.000 thanh niên từ 2 đến 16 tuổi đã tham gia sự kiện này, bắt đầu tại trung tâm cộng đồng Melbourne. Thị trưởng Toronto John Tory và Phó Thị trưởng Michael Thompson cũng đã có mặt tại đó. Những đứa trẻ mặc trang phục rực rỡ đã diễu hành qua các đường phố Scarborough. Thủ tướng Trudeau nói với đám đông rằng sự kiện này là một lễ kỷ niệm của cộng đồng Caribbean của Canada và ông cho biết những thanh niên tham gia đã khiến sự kiện thành công tốt đẹp. Vụ cháy rừng gần Lytton, tỉnh BC, được ước tính đã lan ra khoảng 1.500 hectare. Vụ cháy ở Nohomen Creek gần Liston ước tính có diện tích khoảng 1.500 ha, tương đương 15 km vuông. Nằm cách Liston khoảng 1,7 km về phía tây bắc, ngọn lửa ngoài tầm kiểm soát đã bùng phát hôm thứ Năm và đã nhanh chóng bùng phát khi gió thổi mạnh. Các quan chức của các quốc gia bản địa First Nation cho biết rằng, ít nhất 7 công trình dân cư đã bị phá hủy. Trong một cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Bảy, nhân viên thông tin của BC Wildfire Service cho biết, các đội làm việc trong đêm đã báo cáo rằng vụ cháy đang ở mức tối thiểu và sự phát triển hạn chế. Đảng NDP đang tìm kiếm lãnh đạo mới cho tỉnh Ontario và tỉnh BC. Đảng NDP Ontario sẽ chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của mình vào tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2023, đảng này đã xác nhận. Lãnh đạo đảng lâu năm bà Andrea Horwath đã từ chức vào ngày 2 tháng 6 sau chiến dịch tái đắc cử thành công của ông Doug Ford. Bà Howard tạm thời được thay thế bởi nghị sĩ Toronto Peter Tappens. Ông ấy sẽ vẫn là lãnh đạo lâm thời cho đến khi chọn được người kế nhiệm. Đảng cho biết, các ứng cử viên lãnh đạo có đến tháng 12 để đăng ký tranh cử. Tổng phí đăng ký tranh cử sẽ là 55.000 đô la, với 5.000 đô la đầu tiên được yêu cầu trả trước. Để đăng ký thì các ứng cử viên sẽ cần chữ ký của 100 đảng viên NDP, bao gồm tối thiểu 20 chữ ký từ 4 trong 6 khu vực địa lý cụ thể. Đảng cho biết, ít nhất 50% chữ ký phải là của phụ nữ. Trong khi đó thì đảng NDP của tỉnh BC đã thông báo một nhà lãnh đạo mới sẽ được bầu vào cuối năm nay vào ngày 3 tháng 12 năm 2022. Đảng NDP đang tổ chức một cuộc bầu cử lãnh đạo để thay thế cho ông John Hogan, người đã tuyên bố vào tháng 6 rằng ông sẽ từ chức sau khi người thay thế được chọn. Thời gian chiến dịch được thiết lập để bắt đầu vào chủ nhật ngày 17 tháng 7 và việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 13 tháng 11. Người cuối cùng mất tích trong vụ sập sàn đậu xe được tìm thấy đã tử vong. Người ta đã tìm thấy một người đàn ông thiệt mạng dưới đống đổ nát trong vụ sập sàn đậu xe ở Đông Vancouver hôm thứ Năm, kết thúc một cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 2 ngày. WorkSafe PC hiện nay đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố chết người tại nơi làm việc. Khoảng 50 nhân viên đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm này hai người bị bắn ở bên ngoài câu lạc bộ ở Calgary vào sáng thứ Bảy. Cảnh sát Calgary cho biết một phụ nữ và một người đàn ông đã bị bắn ở bên ngoài câu lạc bộ Chip City, nằm ở 6520 36 Street North vào khoảng 6 giờ sáng. Một người đàn ông đã bị bắn ít nhất là 4 lần và một người phụ nữ đã bị bắn vào bụng và đã được bạn bè đưa đến bệnh viện Foothills. Cả hai nạn nhân đã được phẫu thuật và hiện nay đang hồi phục Người đàn ông đã từng trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi đưa đến bệnh viện. Hiện nay thì có những vết thương nghiêm trọng và ảnh hưởng tới đời sống sau này. Cảnh sát Montreal bị bắn ở trung tâm thành phố Cảnh sát Montreal gọi tắt là SPVM đã bị bắn hôm thứ tư ở trung tâm thành phố. Các nhà chức trách cho hay tính mạng của anh ta không gặp phải nguy hiểm cảnh sát đã được gọi tới ở quảng trường Kabot vào khoảng 11 giờ 45 tối về một cuộc xung đột liên quan tới một người đàn ông có súng. Cảnh sát đã ngăn chặn người đàn ông ở gần góc đường Ford và Topper. Tại đây, người đàn ông đã từ chối bỏ súng xuống nhưng lại bỏ chạy, dẫn tới việc SPVM đã truy đuổi anh ta. Ít nhất là có một phát súng đã được bắn khi mà cảnh sát truy đuổi người đàn ông và một sĩ quan đã bị bắn vào chân cảnh sát đã không tìm thấy anh ta một khoảng thời gian nhưng sau một thời gian ngắn thì họ đã bắt giữ anh ta ở trong một con hẻm anh ta đã được đưa đến bệnh viện với vết thương ở chân cả người sĩ quan spvm và nghi phạm đều không có những vết thương nguy hiểm đến tính mạng trong vụ sập mạng của rogers các nghị sĩ trong ủy ban công nghiệp và công nghệ của hạ viện đã bỏ phiếu nhất trí để nghiên cứu vụ sập mạng của rogers communications với ít nhất hai cuộc họp được lên lịch trước ngày 30 tháng 7. Các nghị sĩ sẽ mời các giám đốc điều hành của công ty, đại diện từ Ủy ban Phát thanh truyền hình và Viễn thông Canada CRTC và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp François-Philippe Champagne để phát biểu về vụ sập mạng khiến hàng triệu khách hàng mất sống ở Internet trên toàn quốc. Họ sẽ xem xét các nguyên nhân của sự gián đoạn và tác động đến người dân Canada, người tiêu dùng, doanh nghiệp vì nó liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thực thi pháp luật và tài chính, cũng như tìm ra các phương pháp tốt nhất để ngăn chặn tình huống tương tự tái diễn. Cuộc họp nhằm đáp ứng yêu cầu của các nghị sĩ Đảng Tự do, Bảo thủ và NDP. Trong một bản cập nhật trạng thái về tình hình, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Rogers là ông Tony Stafery đã nói rằng, vụ sập mạng là không thể chấp nhận được và cho biết Công ty đang làm mọi thứ có thể để bảo đảm điều đó sẽ không xảy ra nữa. Ủy ban cũng đã đề xuất mời Bộ trưởng An toàn công cộng ông Marco Mendicino làm chứng liên quan đến các mối đe dọa an ninh mạng. Vào mùa thu, nếu họ vẫn cảm thấy sự hiện diện của ông là cần thiết. Một số loại sô cô la Crave Stevia bị thu hồi từ các thị trường Canada do có sữa mà không được khai báo. Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada đã ra lệnh thu hồi một số sản phẩm sô-cô-la All Natural nhãn hiệu Crave Stevia vì nó có thể chứa loại sữa mà không được công bố trên nhãn. Việc thu hồi bao gồm các sản phẩm sô-cô-la All Natural nhãn hiệu Crave Stevia, Almond Chocolate, Dark Chocolate, Mint Chocolate, Sea Salt Chocolate và Sprinkled Chocolate được bán trong các gói 80 và 85 gram vụ thu hồi cũng bao gồm Crepe Stevia Chocolate Chip trong các gói 200g. Sô-cô-la bị thu hồi đã được bán ở tỉnh British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick và Nova Scotia và có thể đã được phân phối ở các tỉnh và vùng lãnh thổ khác. Ngoài ra thì chúng cũng đã được bán trực tuyến. Tuy vậy, chưa có phản ứng nào được báo cáo liên quan đến sản phẩm này. Cảnh sát Toronto đang tìm kiếm một nghi phạm đốt bốn chiếc xe hơi, hiên nhà và đóng rác trên đường Weston. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng giúp đỡ xác định một nghi phạm sau một số vụ cháy trên đường Weston ở Toronto. Cảnh sát Toronto cho biết họ đã được gọi để báo cáo về một vụ hỏa hoạn vào khoảng 12h30 sáng thứ Bảy tại khu vực đường Weston và đại lộ Sykes, ngay phía nam của ga Western Co. Vào khoảng 12h35 phút sáng, một phụ nữ được cho là đã phóng hỏa đốt bốn chiếc xe hơi đang đậu trên đường Weston gần đại lộ Victoria. Cảnh sát cáo buộc chính người phụ nữ này đã đốt một đồ vật trên hiên trước của một ngôi nhà trên đại lộ Sykes, khiến ngôi nhà chìm trong biển lửa. Sau đó, cô ta đã di chuyển về phía nam và đốt rác trên đường Weston, cảnh sát cho biết. Người phụ nữ này được mô tả là có mái tóc ngắn và được nhìn thấy lần cuối mặc áo khoác dài, đi sandal, quàng khăn và mang theo một chiếc túi vải. Công ty môi giới bất động sản Royal LaPage cắt giảm dự báo giá nhà cho năm 2022. Royal LaPage đang cắt giảm kỳ vọng tăng giá nhà trong năm nay sau khi cho biết là giá nhà trong quý 2 đã giảm so với 3 tháng đầu năm. Họ dự kiến tổng giá nhà ở Canada trong quý 4 năm nay sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng mà giảm so với ước tính trước đây là 15%. Royal LePage đã hạ dự báo sau khi Ngân hàng Canada tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến, dẫn tới nhu cầu tạm thời dự kiến giảm ở các khu vực phía Nam Ontario và British Columbia. Trong cuộc khảo sát giá nhà, Royal LePage cho biết giá tổng hợp của một ngôi nhà ở Canada trong quý 2 là 815.000 đô la tăng 12,1% so với một năm trước. Tuy nhiên, nó đã giảm 4,9% so với mức cao kỷ lục trong quý đầu tiên của năm nay. Royal LePage cho biết đây là quý đầu tiên trong hơn 3 năm ghi nhận mức giảm giá theo quý do lãi suất tăng cùng với sự ổn định kinh tế đã làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy mà công ty môi giới này đã giảm đáng kể kỳ vọng của mình cho năm 2022. Tuy nhiên, giá nhà vẫn được dự báo vào cuối năm nay cao hơn năm 2021 và cao hơn nhiều so với định mức trước đại dịch. Blackbridge Alberta khuyến khích hãy đánh bắt loài cá vàng xâm lấn. Vào ngày thứ Bảy, các quan chức sẽ khởi động ngày đầu tiên trong số 2 ngày cá vàng, Goldfish Derby Days. Sự kiện này không chỉ giải cho mọi người về sự nguy hiểm của các loài cá xâm lớn ở vùng sông nước địa phương, mà còn cho họ cơ hội để cắt giảm số lượng của loài cá này trong hộp. Từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, người dân và du khách đã được mời tham dự sự kiện Firelight Pond để nâng cao nhận thức về những vấn đề mà cá vàng và cá khôi xâm hại gây ra. Các nhân viên thành phố cho biết, cá vàng và cá khôi là những loài không có nguồn gốc bản địa được đưa vào sinh sống gây ra các vấn đề cho các loài bản địa và môi trường sống. Vì vậy mà chúng phải được loại bỏ để tạo ra một hệ sinh thái cân bằng và lành mạnh. Nếu mà bạn có giấy phép câu cá hợp lệ thì hãy mang theo cần câu của mình vì bạn cũng sẽ có cơ hội để đóng góp vào việc bắt những loài cá xâm lược. Vì cá vàng đã thích nghi với điều kiện lạnh giá của mùa đông ở Alberta và không có kẻ thù thiên nhiên, kết quả có thể rất thảm khốc từ quan điểm sinh thái. Ngày thứ hai của Cold Fish Derby Day sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 cũng tại Firelight Pond. Vào mùa thu, các đội thành phố sẽ sử dụng một chất có tên là rotenon đó là một hợp chất tự nhiên để tiêu diệt một phần những con cá vàng và cá hồi còn lại thành phố cho biết chất này không gây hại cho con người hoặc là động vật và chỉ nhắm vào các loài cá có màng đội bóng đá toronto fc bổ sung ngôi sao gợi ý federico bernardeschi vào đội hình Đội Toronto FC mới đây thông báo rằng họ đã ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh, đã hết hợp đồng của đội Juventus và cầu thủ này đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ được một thời gian. Bernadeschi là cầu thủ người Ý thứ ba gia nhập Toronto FC mùa này. Sau ngôi sao chạy cánh Isigne và hậu vệ cánh kỳ cựu Cristito, Toronto cũng đã bổ sung tiền vệ người Canada Mark Anthony Kay thông qua thương vụ với Colorado. Cầu thủ Bernadeschi, người có cả kinh nghiệm đá giải Champions League và Europa League, đã có 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ý với 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Anh đã có tổng cộng 183 lần ra sân trong năm mùa giải với Juventus, ghi được 12 bàn thắng và có thêm 24 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Nga tiếp tục bắn phá nhiều nơi tại Ukraine. Iran trừng phạt thêm 61 người Mỹ khi đàm phán hạt nhân đi vào bế tắc. Các giám đốc tài chính G20 đưa ra một số đột phá về chính sách tại cuộc họp Indonesia. Tàu khu trục Mỹ hoạt động tự do hàng hải gần Trường Sa, Trung Quốc tập trận lớn. Một quán rượu ở Munich cho phép khách hàng thanh toán bia bằng dầu hạt hướng dương. Netflix bị kiện vì chương trình thực tế bắt thí sinh phải quay phim trong tình trạng say xỉn, bụng đói và thiếu ngủ. Nhà ga quốc tế Sân bay San Francisco bị đe dọa đánh bom, một người bị giam giữ. Đường dây 988 là đường dây nóng mới dành cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và ý định tự tử. VinFast chính thức dừng bán xe hơi chạy xăng. Vương quốc Anh cho phép Lineker College nhận 155 triệu bản Anh của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Danh ca Elton John kết thúc tour diễn tại Bắc Mỹ trong chuỗi lưu diễn cuối cùng trước khi giải nghệ. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Trong diễn biến tình hình giao tranh Nga và Ukraine, Nga tiếp tục bắn phá nhiều nơi tại Ukraine khoảng 15 người bị thương và các tòa nhà chung cư gần đó bị phá hủy. Nhà máy Usmash của Nipro cũng là nơi chế tạo vệ tinh, một trong số đó được công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phóng vào vũ trụ. Hai người khác chết khi hỏa tiễn Nga bắn vào Nikopol, phía nam Nipro, một lãnh đạo khu vực đã nói. Ở phía bắc, tên lửa Nga oanh tạc nhà cửa hàng đêm ở Chuhuiv, một thị trấn gần thành phố Kharkiv, làm ba người tử vong, thị trưởng Kharkiv cho biết. Phóng viên Joe Inwood của BBC đưa tin từ thủ đô Kiev rằng các đợt phản công trên bộ của Nga đã chậm lại. Tuy nhiên, các cuộc không kích lại thường xuyên hơn và thường nã vào trung tâm các thành phố. Còi báo động rú suốt đêm trên khắp Ukraine hôm qua, ông đưa tin. Một bức ảnh từ Nipro sau cuộc tấn công của Nga đêm qua cho thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, đầu ông đầy máu. Ông được cho là một tài xế xe bus địa phương vừa hết ca thành phố Dnipro đã tiếp nhận nhiều người Ukraine chạy khỏi các thành phố ở vùng Donbass, nơi Nga đóng quân bộ binh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh cho các lực lượng Nga tăng cường hoạt động ở Ukraine để ngăn các đợt tấn công bằng pháo binh và hỏa tiễn của Ukraine vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ông ra lệnh này khi phát biểu trước quân đội ở các khu vực Nga kiểm soát, thông tin Nga đưa tin. Trong một bài đăng trên Facebook, Thị trưởng Nipro Boris Filato kêu gọi thường dân rời thành phố. Không có chỗ cho phụ nữ, trẻ em và người già và những ai có thể và muốn rời, hãy rời đi, ông nói. Họ phá hủy sân bay nhiều lần bằng tên lửa, đánh tất cả các khu ngoại ô thành phố, bắn phá cây cầu ngay ở trung tâm, ném bom vào kho chứa dầu và trạm xăng. Nhưng các công dân bướng bỉnh vẫn tiếp tục phớt lờ còi báo động, ông phan nàng. Sau bi kịch của các thành phố Kramenchuk và Vinnytsia, tôi thật sự mong rằng ít ra ai đó cũng hành động theo lý trí. Một tên lửa hành trình Nga đã giết chết 23 người và làm hàng chục người khác bị thương vào hôm thứ năm ở thành phố Vinnytsia, quan chức Ukraine nói. Thành phố nằm ở tây nam Kiev và còn xa chiến trường Donbass hơn cả thành phố Dnipro. Quân đội Ukraine nói những tên lửa Nga này được phóng từ tàu ngầm ở biển Đen những tên lửa bắn vào Nipro theo họ tới từ các máy bay thả bom trên biển Caspia. Iran trừng phạt thêm 61 người Mỹ khi đàm phán hạt nhân đi vào bế tắc. Iran hôm thứ Bảy đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 61 người Mỹ khác, bao gồm cả cựu ngoại trưởng Mike Pompeo vì đã ủng hộ một nhóm bất đồng chính kiến ở nước này Động thái này diễn ra các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng nhằm khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn đi vào bế tắc. Những người khác bị Bộ Ngoại giao Iran đưa vào danh sách đen vì đã lên tiếng ủng hộ nhóm bất đồng chính kiến lưu vong, bao gồm ông Rudy Giuliani là luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton. Với các lệnh trừng phạt này, chính quyền Iran sẽ được phép thu giữ bất kỳ tài sản nào mà họ nắm giữ ở Iran, các biện pháp trừng phạt đã được công bố khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc chuyến công du đến Trung Đông và phần lớn chúng có vẻ mang tính biểu tượng do có khả năng không có các tài sản như vậy. Trước đó, Iran cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 51 người Mỹ vào tháng 1 và 24 người khác vào tháng 4. Các giám đốc tài chính G20 đưa ra một số đột phá về chính sách tại cuộc họp ở Indonesia. Hôm thứ Bảy, nhóm 20 giám đốc tài chính của các nền kinh tế lớn đã cam kết giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu và nợ gia tăng, nhưng đã có ít đột phá về chính sách trong bối cảnh Nga đang chia rẽ về cuộc chiến ở Ukraine tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Indonesia. Với những câu hỏi ngày càng gia tăng về tính hiệu quả của nhóm G20 trong việc giải quyết các vấn đề lớn của thế giới, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết sự khác biệt đã ngăn cản các bộ trưởng tài chính và các chủ ngân hàng trung ương ban hành một thông cáo chính thức nhưng nhóm đã đồng thuận mạnh mẽ về sự cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết, hầu hết các chủ đề đã được tất cả các thành viên đồng ý ngoại trừ những tuyên bố cụ thể về cuộc chiến ở Ukraine. Và mô tả đó là kết quả tốt nhất mà nhóm có thể đạt được tại cuộc họp này. Nhóm 20 G20 sẽ thành lập một diễn đàn chung giữa các bộ trưởng tài chính và nông nghiệp để giải quyết vấn đề cung ứng lương thực và phân bón, một diễn đàn tương tự đã được thành lập cho các bộ trưởng tài chính và y tế để chuẩn bị cho đại dịch. Các thành viên nhóm 20 G20 đã kéo nhau lại khi bắt đầu đại dịch, nhưng các sáng kiến nhằm giảm bớt cú sốc cho các nước nghèo mắc nợ nặng nề đã không mang lại kết quả đáng kể. Kristalina Georgieva, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, hơn 30% các nước mới nổi và đang phát triển và đáng kinh ngạc 60% các nước thu nhập thấp đang trong hoặc là gần vỡ nợ. Bộ trưởng Sri Moliani cho biết nhóm G20 cũng khuyến khích tiến bộ hơn nữa trong việc thực hiện khung chung về xử lý nợ ngoài sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ một cách kịp thời, có trật tự và phối hợp. Tàu khu trục Mỹ hoạt động tự do hàng hải gần với trường Sa, Trung Quốc tập trận lớn. Vào ngày 16 tháng 7, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã loan báo tàu khu trục USS Benfold của Hải quân Mỹ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông gần với Trường Sa. Theo thông cáo, thì Hoa Kỳ thách thức cách tuyên bố chủ quyền hàng hải quá đáng trên toàn cầu, bất kể là yêu sách của nước nào, và cho rằng các yêu sách phi phá về hàng hải ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tự do biển, bao gồm cả tự do cho tàu thuyền, máy bay tự do thương mại và tự do về cơ hội kinh tế cho các quốc gia trong khu vực Biển Đông. Cũng từ thách thức được Mỹ lặp lại ít nhất là 4 lần trong thông báo. Trước đó, vào ngày 13 tháng 7, Hải quân Mỹ thông báo khu trục USS Penfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần với quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Bên cạnh đó, hoạt động của Mỹ còn nhằm thách thức tuyên bố của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 5 năm 1996 về hệ thống đường cơ sở thẳng tại quần đảo Hoàng Sa, vận dụng theo phương pháp thiết lập hệ thống đường cơ sở quốc gia quần đảo. Về đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa, cho rằng tuyên bố này không phù hợp với luật quốc tế. Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Benfold khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào ngày 15 tháng 7, Cục Hải sự của tỉnh Hải Nam tuyên bố Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận tại khu vực rộng lớn ở Biển Đông từ ngày 17 cho tới ngày 20 tháng 7. Theo tọa độ thông báo, khu vực tập trận trải rộng gần 100.000 km vuông và bao phủ một phần phía đông quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tập trận được thông báo không lâu sau khi nhóm các tàu chiến sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tiến vào Biển Đông vào ngày 13 tháng 7. Đối với việc tàu khu trục Mỹ hoạt động ở Hoàng Sa, phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc ngày 13 tháng 7 nói hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc khi mà xâm nhập trái phép vào lãnh hại của Trung Quốc. Trung Quốc nói hải quân và không quân đã tiến hành giám sát, cảnh báo và xua đuổi tàu chiến Mỹ. Các sự kiện một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ tạo ra rủi ro an ninh ở Biển Đông và hủy diệt hòa bình và ổn định trong khu vực một người phát ngôn của Trung Quốc nói. Hải quân Hoa Kỳ lại nói tuyên bố của Trung Quốc là sai sự thật và là hành động mới nhất nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm 2021, Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô như vậy ở khu vực này để cái gọi là đáp trả hành động khiêu khích quân sự từ Mỹ và một số quốc gia khác. Việt Nam khi đó cũng phản ứng và cho rằng Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hôm 14 tháng 7, tờ Political cho hay một chiến đấu cơ Trung Quốc đã có tiếp cận không an toàn và không chuyên nghiệp đối với một máy bay C-130 của Mỹ ở Biển Đông vào tháng 6. Tờ Political cho biết tiếp, vụ việc hồi tháng 6 liên quan tới một chiếc Su-30 của Trung Quốc và một chiếc C-130 của Mỹ. Máy bay Hoa Kỳ là một biến thể của lực lượng đặc biệt của máy bay chở hàng Lockheed Martin C-130 sự tiếp cận này chưa được ghi nhận trước đây diễn ra trong bối cảnh các phi công trung quốc có nhiều hành động quân sự hung hăng hơn ở vùng biển phía đông và nam trung quốc trong những tháng gần đây liên quan tới máy bay australia và canada thẩm phán tennessee tạm thời cấm hai cơ quan mỹ thực thi hướng dẫn dành cho cộng đồng lgbtq một thẩm phán ở tennessee đã tạm thời cấm hai cơ quan liên bang thực thi các chỉ thị do chính quyền của Tổng thống Joe Biden ban hành nhằm mở rộng các biện pháp bảo vệ cho người LGBTQ trong trường học và nơi làm việc. Thẩm phán của một tòa án cấp quận tại Hoa Kỳ Charles Ashley Jr. đã ra phán quyết đối với Tổng trưởng lý của 20 tiểu bang. Vào tháng 8 năm ngoái, họ đã khởi kiện để tuyên bố rằng các chỉ thị của chính quyền Tổng thống Biden vi phạm quyền của các tiểu bang trong việc ban hành được chẳng hạn như ngăn cản học sinh tham gia các môn thể thao dựa trên nhận dạng về giới tính, hoặc là yêu cầu các trường học và doanh nghiệp cung cấp phòng tắm và vòi sen cho những người chuyển giới. Thẩm phán Ashley, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào năm 2020, đã đồng ý với lập luận của các trưởng công tố viên và đã ban hành lệnh tạm thời ngăn không cho các cơ quan áp dụng hướng dẫn phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ cho đến khi vấn đề có thể được giải quyết bởi tòa án. Một quán rượu ở Munich cho phép khách hàng thanh toán bia bằng dầu hạt hướng dương. Kia Singer là một nhà máy bia và là một cơ sở bán thức uống có cồn ở phía nam của thành phố Munich, đã tìm ra một cách mới để giải quyết tình trạng thiếu dầu ăn ở châu Âu, đó là cho phép khách hàng trả tiền cho bia của họ bằng dầu hạt hướng dương nhằm bảo đảm nguồn cung dồi dào để có thể chiên món thịt schnitzels trong khi một lít bia có giá khoảng 7 euro, hiện nay thì tương đương với 7 đô la Mỹ, tại các quán bia rượu ở Đức, thì một chai dầu hạt hướng dương một lít được bán lẻ với giá 4,5 euro, khiến cho lời đề nghị này trở nên hấp dẫn đối với nhiều khách hàng. Một người khách có tên là Morris Baller chia sẻ, anh đã mua 80 lít dầu hướng dương ở Ukraine trong một chuyến đi vận chuyển viện trợ nhân đạo, và nhân dịp này, anh đã đổi lô hàng đó để lấy 8 thùng bia cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, nhiều nước châu Âu bao gồm cả Đức đã xảy ra tình trạng khan hiếm dầu hạt hướng dương một cách nghiêm trọng. Nguyên nhân là Nga và Ukraine là hai quốc gia chiếm khoảng 80% lượng dầu hạt hướng dương xuất khẩu toàn cầu. Đại học Western của Canada và Đại học Công nghệ Michigan đã phát triển bàn phẫu thuật sử dụng công nghệ in 3D một dự án hợp tác giữa Đại học Western của Canada và Đại học Công nghệ Michigan Hoa Kỳ đã tạo ra một chiếc bàn phẫu thuật gãy xương ứng dụng công nghệ in 3D. Theo Đại học Western, chiếc bàn được chế tạo với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá bình thường. Chẳng hạn, chi phí vốn của một chiếc bàn phẫu thuật gãy xương thường sẽ tốn hơn 250.000 đô la. Nhưng với chiếc bàn mới được sáng chế này, chi phí chỉ còn dưới 4.000 đô la hoặc là tiết kiệm 98,5% so với các hệ thống có sẵn trên thị trường. Do thiết kế của bàn luôn được công bố rõ ràng và tự do, bàn có thể được chế tạo, sử dụng và sửa chữa tại vị trí. Khi bác sĩ phẫu thuật và các nhân viên chăm sóc sức khỏe nhận thấy nhu cầu cần gắn hoặc là sửa đổi thêm, họ sẽ có thể thêm vào chức năng của thiết kế bằng cách tự thiết kế một sửa đổi hoặc bằng cách mô tả những gì họ muốn thấy trong thiết kế và nhờ những người khác đóng góp cho những thiết kế này. Công trình nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp sang học thuật Plus One. Netflix bị kiện vì chương trình thực tế bắt thí sinh phải quay phim trong tình trạng say xỉn, bụng đói và thiếu ngủ. Love is Blind, một chương trình truyền hình thực tế của Netflix, ban đầu đã tiếp cận Jeremy Hartwell là giám đốc một công ty cho vay thế chấp ở Chicago với một tin nhắn trực tiếp trên một ứng dụng hẹn hò. Hartwell cho biết anh đã đồng ý xuất hiện trong chương trình sau khi xem qua tài khoản Instagram của người đại diện và công việc của họ. Trải nghiệm của Hartwell trong mùa thứ hai của Love is Blind bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 khi các nhà sản xuất đã đặt cho anh một chuyến bay sáng sớm đi từ chicago đến los angeles hotwell cho biết ngay lúc này mọi thứ trở nên khó chịu gần như ngay lập tức theo như anh chia sẻ những người tham gia chương trình được đi cùng lúc đó đã liên tục được nhắc nhở không được giao tiếp với nhau thậm chí là thân mật sau bài phát biểu giới thiệu từ các nhà sản xuất hotwell cho biết đồ đạc của các thí sinh đã bị lục soát trong khi điện thoại di động, ví và giấy tờ tùy thân của họ đã bị tịch thu. Sau đó, Hartwell cho biết các nhà sản xuất đã chuyển tất cả mọi người đến các phòng khách sạn riêng biệt của họ. Hartwell cũng tố cáo rằng đồ ăn nhẹ và nước uống đã không được cung cấp liên tục, nên họ buộc phải đợi hàng giờ để có nước uống nếu cảm thấy khát. Sau khi bắt đầu quá trình quay phim, Hartwell chia sẻ rằng anh đã cố gắng chống chọi với ảnh hưởng của việc thiếu ngủ sau nhiều giờ quay phim dưới ánh đèn rực rỡ trên phim trường và trở về khách sạn của mình, Hartwell đã nói rằng anh không thể có được thức ăn và nước uống, nhưng trong phòng lại có sẵn rượu và thậm chí nó còn được khuyến khích uống khi bụng đói. Vào tháng 6, Hartwell đã đệ đơn kiện Netflix, Kinetic Content và Delirium TV, là công ty sản xuất và công ty tuyển diễn viên đứng đằng sau chương trình vì một số vi phạm luật lao động, bao gồm Điều kiện làm việc vô nhân đạo và trả lương không đầy đủ cho số giờ đã làm việc của những thành viên tham gia chương trình. Love is Blind là một chương trình truyền hình thực tế có 15 nam và 15 nữ được đặt trong các phòng cách ly riêng rẽ hoặc là pod nơi họ sẽ được kết nối với một thí sinh trong một phòng riêng biệt. Sau đó cả hai sẽ có những cuộc trò chuyện để xem liệu họ có thể khơi dậy kết nối đó và cuối cùng là trở nên gắn bó với ai đó mà không thực sự nhìn thấy nhau. Phần 3 của Love is Blind sẽ được phát trực tuyến trên Netflix vào cuối năm nay. Nhà ga quốc tế sân bay San Francisco bị đe dọa đánh bom, một người bị giam giữ. Các quan chức cho biết, nhà ga quốc tế của sân bay quốc tế San Francisco đã được điều động di tản vào tối thứ Sáu do mối đe dọa đánh bom. Trong khi các nhà chức trách đã tìm thấy một thiết bị có khả năng gây cháy, một người có liên quan đến vụ việc hiện đang bị giam giữ. Mối đe dọa đánh bom được báo cáo vào khoảng 11 giờ 15 phút tối theo giờ Eastern, giờ miền Đông. Vào khoảng thời điểm này, các nhà chức trách đã phát hiện một gói hàng đáng ngờ và họ cho rằng món đồ này có thể gây cháy. Một người đàn ông đã bị bắt giữ nhưng các thông tin chi tiết khác đã không được cung cấp ngay lập tức. Cảnh sát cho biết nhà ga đã được điều động di tản trong tình trạng hết sức thận trọng. Hàng trăm du khách đã buộc phải rời khỏi khu vực này vào sáng thứ bảy theo giờ địa phương, sân bay quốc tế San Francisco cho biết họ đã nối lại hoạt động bình thường. Số điện thoại 988 là đường dây nóng mới dành cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và ý định tự tử. Đường dây nóng đầu tiên dành cho các ý định tự tử và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần trên toàn nước Mỹ là con số 988 và sẽ được chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày thứ bảy. Con số này được thiết kế để dễ nhớ và dễ sử dụng như là 911, nhưng thay vì điều phối viên sẽ cử cảnh sát, nhân viên cứu hỏa hoặc là nhân viên y tế để đến hiện trường được báo cáo, thì đường dây 988 sẽ kết nối người gọi với các cố vấn sức khỏe tâm thần đã qua đào tạo. Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ đã có hệ thống chống khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn diện, nhưng những bang khác vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện và sự thiếu hụt phổ biến các chuyên gia sức khỏe tâm thần được cho là sẽ làm chậm khả năng mở rộng dịch vụ của họ. Hệ thống 988 sẽ được xây dựng dựa trên đường dây nóng để ngăn chặn ý định tự tử tại Hoa Kỳ. Một mạng lưới hiện nay gồm có hơn 20 trung tâm khủng hoảng trên nước Mỹ với nhân viên tư vấn đã trả lời hàng triệu cuộc gọi mỗi năm. Các cuộc gọi đến đường dây giúp đỡ cũ là 182738255 vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi đường dây 988 được kích hoạt. Vào năm 2020, quốc hội đã thông qua dự luật chỉ định con số khủng khoảng 3 chữ số và Tổng thống Donald Trump khi đó đã ký thành luật. Barbie ra mắt mẫu búp bê tôn vinh nhà linh trưởng học đi kèm với một con tinh tinh. Bà Jane Goodall, nhà linh trưởng học, tập tính học và nhân chủng học người Anh, đã được tạo hình thành búp bê Barbie đáp ứng mong ước bấy lâu của bà là thấy được sự đa dạng hơn trong các loại đồ chơi dành cho các cô gái trẻ. Búp bê Barbie mang tạo hình của bà Curdell là một phần của hoạt hình những người phụ nữ truyền cảm hứng bên cạnh những cái tên nổi tiếng như là cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đó là Eleanor Roosevelt, cựu tái vật nữ chuyên nghiệp Billie Jean King và nhà thơ quá cố Maya Angelou. Mẫu búp bê đã được công bố vào ngày thứ ba trùng với lễ kỷ niệm 62 năm chuyến thăm đầu tiên của bà Goto đến công viên quốc gia Gombe ở Tanzania, nơi mà bà đã bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một nhà nghiên cứu đầu tiên về loài tinh tinh lúc bấy giờ. Búp bê Barbie mang tạo hình của bà Goto mặc một chiếc áo sơ mi kaki và quần đùi. Trên tay thì đang ôm một cuốn sổ với một cặp ống nhôm quanh cổ. Đi kèm với mẫu búp bê này là một bức tượng nhỏ của David Graybeer còn tin tinh đầu tiên mà bà đã tiến hành nghiên cứu vào những năm 1960. Cũng trong hôm thứ Ba, công ty sản xuất đồ chơi Mattel cũng đã phát hành bộ búp bê lãnh đạo sinh thái trong sự nghiệp 2022. 2022 Career of the Year Eco Leadership bao gồm các mẫu búp bê Barbie là giám đốc phát triển bền vững, nhà khoa học bảo tồn, kỹ sư năng lượng tái tạo và những người ủng hộ môi trường. VinFast chính thức dừng bán xe hơi chạy bằng xăng. Hãng xe hơi VinFast hôm 15 tháng 7 vừa qua đã thông báo rằng họ sẽ ngừng sản xuất các dòng xe hơi chạy xăng sau khi những chiếc Lux và radio cuối cùng đã được khách hàng đặt mua. Từ nay đến cuối tháng, VinFast sẽ tập trung sản xuất những chiếc xe chạy bằng xăng cuối cùng để đáp ứng các đơn đặt hàng và sau đó chuyển sang sản xuất xe điện. Việc dừng bán xe hơi chạy bằng xăng diễn ra sớm hơn dự định vào cuối năm 2022 do lượng khách đặt mua các mẫu xe Lux và Fadio tăng mạnh. Vào ngày 6 tháng 1 năm nay, tại Hội nghị Công nghệ CES 2022 ở Mỹ, VinFast đã tuyên bố ngưng sản xuất xe hơi chạy bằng xăng và chuyển sang sản xuất xe chạy điện vào cuối năm nay. Hãng xe này cho biết, việc ngừng kinh doanh xe hơi chạy bằng xăng sẽ không làm ảnh hưởng tới cam kết liên quan tới chất lượng dịch vụ mà hãng cung cấp cho khách hàng. Tại Việt Nam, VinFast đã bắt đầu giao những chiếc xe điện đầu tiên của họ là VFE34 vào cuối năm 2021. Tính đến tháng 6 năm 2022, hơn 2.200 chiếc VFE34 đã tìm được người mua. Vương quốc Anh cho phép Lineker College nhận 155 triệu bản Anh của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Lineker College nay sẽ có thể đổi tên thành Thảo College theo tên của Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo, sau khi họ nhận được 50 triệu bản Anh đầu tiên. Quốc vụ Khanh phụ trách mảng Đại học Vương quốc Anh Michelle Donnellan vào tháng 6 nói với các dân biểu rằng bà đang tích cực tìm hiểu điều tra vấn đề này. Nhưng chính phủ Anh đã thông báo cho Lineker College rằng họ nay có thể tự do nhận tiền tài trợ. Một phát ngôn viên của Bộ Giáo dục cho biết các quan chức đã yên tâm bởi quá trình thẩm định của trường được thực hiện trước khi trường này ký một biên bản ghi nhớ với tập đoàn Sovico vào tháng 10 năm 2021. Việc đổi tên còn cần được Hội đồng cơ mật Privy Council thông qua là để vinh danh bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Vietjet Air và là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Trên trang web Sovico Group có đăng lại bài phỏng vấn của Forbes Việt Nam với bà Nguyễn Thị Phương Thảo tháng 4 năm 2022. Trong đó bà Thảo trả lời, vì sao khoản đầu tư đó không dành cho một trường đại học trong nước? Bà Thảo cho rằng có thể xây được một trường đại học hiện đại ở Việt Nam nhưng khó có thể trở thành nơi thu hút các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Những điều kiện đó chỉ có thể ở những kinh đô học thuật như là đại học Oxford, Harvard. Mình mong muốn đóng góp của mình có ảnh hưởng lớn nhất, nhanh nhất cho xã hội, bà nói. Mình làm sao để khoản đóng góp tạo ra giá trị tốt nhất, có ảnh hưởng lớn nhất? mang lại hiệu quả tốt nhất nếu không có mình thì sẽ có người khác những người được hưởng lợi là hệ thống giáo dục là cộng đồng trong đó có thương hiệu của đất nước chúng ta bà thảo nói bà tiết lộ tôi có kế hoạch dành phần lớn tài sản của mình để phục vụ cộng đồng những dự án như việc quyên tặng cho đại học oxford là một phần trong chương trình đó danh ca elton john kết thúc thua diễn tại bắc mỹ trong chuỗi lưu diễn cuối cùng trước khi giải nghệ có thể sẽ mất rất lâu cho đến khi chúng ta lại được chứng kiến một nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn khác như là Elton John. Kết thúc sự nghiệp hơn 50 năm với chuyến lưu diễn chia tay, nhạc công dư cầm và giọng ca người Anh đã tạo ra một trong những bản nhạc đáng nhớ và lâu dài nhất trong lịch sử nhạc pop rock. Biểu tượng nhạc pop nước Anh đã bắt đầu đem diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn chia tay Bắc Mỹ vào tối thứ Sáu tại Citizen Bank Park, sân nhà của đội bóng chày Philadelphia Phillies. Nước Mỹ đã khiến tôi nổi tiếng và tôi không thể cảm ơn đất nước này sao cho đủ. Nam danh ca nói với khán giả, cảm ơn vì lòng trung thành, tình yêu, lòng tốt mà bạn đã cho tôi cảm nhận được. Nam danh ca Elton John hay Sir Elton, ông đã được phong tước hiệp sĩ năm 1998. Tên thật là Reginald Kenneth Dwight đã bán được hơn 300 triệu đĩa trên toàn thế giới, biểu diễn hơn 4.000 chương trình ở 80 quốc gia chỉ riêng ca khúc Candle in the Wind năm 1997 của ông đã được phối lại trong bài điếu văn của công nương Diana đã bán được 33 triệu đĩa. Ca khúc Can You Feel The Love Tonight mà ông thể hiện trong bộ phim điện ảnh The Lion King cũng đã thu hút hàng triệu trẻ em trên thế giới và dự kiến ca khúc này sẽ còn chiếm lấy trái tim của các thế hệ trẻ nhỏ trong tương lai nam danh ca hiện vẫn còn 100 buổi biểu diễn trong chuỗi lưu diễn trước khi giải nghệ kéo dài vào năm sau. Một người đàn ông bất ngờ bị người lạ mặt chém lìa chân ở trên phố Hà Nội. Một người đàn ông ở Hà Nội đã bị một người đàn ông bí ẩn chém lìa chân khi mà đang đi trên đường. Vào khoảng 5 giờ chiều, nạn nhân giấu tên, đang đi bộ dọc một con phố ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tính. Lúc này thì một người đàn ông khác bịch kính từ đầu tới chân đã xông tới từ phía sau và chém lìa chân phải của nạn nhân. Ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã được điều động tới hiện trường và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Theo lãnh đạo của xã Tự nhiên, nơi mà nạn nhân sinh sống cho biết, họ nghi ngờ vụ việc là hành động trả thù vì bản thân nạn nhân có dính líu đến giới tội phạm, làm nghề bảo kê cho các sòng bạc ở huyện Thương Tính và thành phố Hà Nội. Hiện nay, vụ việc đang được tiến hành điều tra. Trong bản tin giải trí xin được gửi đến quý vị, điểm phim Definitely Maybe. Definitely Maybe là một bộ phim hài chính kịch lãng mạn của Mỹ năm 2008, do Adam Brooks đạo diễn và viết kịch bản. Phim có sự tham gia của tài tử gốc Vancouver Ryan Reynolds cùng với những người đẹp khác như là Isla Fisher, Rachel Weisz và Elizabeth Banks bộ phim Definitely Maybe có thể được xem là một phiên bản rút gọn hơn của loạt phim How I Met Your Mother khi nói về một ông bố với hôn nhân tan vỡ và kể lại cho đứa con của mình nghe câu chuyện bố đã gặp mẹ như thế nào ông bố đó chính là William Will Matthew Hayes do Ryan Reynolds đóng một nhân viên làm việc ở công ty quảng cáo tại thành phố New York và đang trong thời gian ly dị sau một buổi học về giáo dục giới tính ở trường cô bé Meia 10 tuổi, con gái của Will, đã nặng nặc đòi bố của mình kể lại chuyện ngày xưa bố và mẹ đã gặp nhau. Bất chấp sự thật rằng bố mẹ của cô bé đã ly dị. Trước sự nài nỉ không ngừng của con gái, ông bố Will đành phải ngậm ngùi kể lại câu chuyện tình yêu của đời anh. Tuy nhiên, câu chuyện đó lại không đi theo mô típ quen thuộc của tình yêu, từ gặp gỡ, yêu đương cho đến kết hôn, mà thay vào đó Thiên tình sử của cuộc đời Will lại có bóng dáng của ba người phụ nữ, họ là những người đã từng ở bên cạnh Will, đi cùng anh một đoạn đường trong cuộc đời và điều quan trọng nhất, đó là một trong ba người phụ nữ này là mẹ của Mea, con gái của Will. Liệu rằng ai trong số họ chính là người mẹ mà Mea đang tìm kiếm? Và trong số ba người phụ nữ từng ghé qua cuộc đời Will, những người đã đến để dạy cho anh bài học về tình bạn, tình yêu và những triết lý về cuộc đời liệu rằng có mối tình nào khiến anh dai dứt mãi không quên hay không? Mời quý vị cùng khám phá câu trả lời trong Definitely Maybe là bộ phim hiện đang có sẵn trên Prime Video. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 16 tháng 7 năm 2022 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.225 đồng Việt Nam, Ngân hàng nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2022 đến 20 tháng 7 năm 2022 như sau. Một Canada bằng 17.830 đồng Việt Nam. Trong khi đó, một Canada bằng 0,7670 đô la Mỹ và bằng 0,7612 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 97,59 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 101,20 đô la Mỹ một thùng, còn giá vàng là 1.707,27 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn cuối tuần, câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống là câu chuyện con voi với dòng đọc của Ngọc Yến. Câu chuyện cuối tuần Câu chuyện con voi một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng bất chợt ông dừng lại ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước không hề có xích sắt cũng chẳng có chuồng giam có thể thấy rõ hiển nhiên lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây chạy đi bất cứ lúc nào nhưng không hiểu vì sao lũ voi vẫn chưa làm vậy Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta, tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy? Ồ, oh, người quản tượng đáp. Khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều Chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này chúng cho rằng sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi người đàn ông vô cùng ngạc nhiên những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng nhưng chỉ vì không tin mình có thể nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì ta đã từng thất bại một lần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel hôm nay. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, và cũng có chuỗi series về tư vấn di dân di trú Canada cũng như là cuộc sống Canada được đăng trên kênh mới của Culture đó là kênh Coming to Canada do Elin Xuân Uy Nguyễn là thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada thành viên của ICCRC với trên 17 năm kinh nghiệm sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến di dân di trú và cập nhật về những chương trình di dân di trú Canada Kính mời quý vị đón theo dõi Xin thay mặt cho toàn thể ban biên tập Culture, xin kính chúc quý vị và các bạn một chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.